chào anh em, tôi là Xoan Tuyết đây. Hôm nay tôi sẽ review nhanh, cực nhanh cho anh em cây một cây súng cũng của Wii. Một cây Sig Sauer P320 của Wii. Rồi, mình đã mở và chia tay anh em cây Sig Sauer P226 này. P320 SP này. Sig Sauer P320-17 này. Và đây là Sig Sauer P320. Nó khác ở cây P320 SP đây hay là cây 17 là gì? Cây 17 thì nó dài hơn. Còn cây này thì khá là ngắn. Và nó khác cây Sig Sauer P320 SP là gì? Vì đấy nó có cái ngàm này. Cái ngàm này để 22 mm các bạn đắp trên phụ kiện này. Đấy, nhìn nó sẽ rất là ngầu hơn. Vì đây là một cái súng thiết kế những năm rất là gần đây, thế là nó hướng đến sự hiện đại này, phải lắp nhiều thứ linh tinh vào đấy. Mới chỉ review nhanh thôi, không có nói nhiều về cây này, tại vì nếu anh em mà muốn tìm hiểu thêm về dòng Sig Sauer thì các bạn cứ lên YouTube, bạn ghi Sig Sauer và sau đó cách sói tuyết airsoft thì các bạn sẽ thấy mình làm khá nhiều review về dòng này rồi. Nhỏ gọn, thiết kế ổn. Cây này mình nghĩ mình đi đem đi ọp rất là ok này. Đấy, nhìn rất là ngầu, cái đầu nó khá là to. Và đặc biệt là cái cơ chế khóa slide này, gạt thì rất dễ. Gạt thì phát dễ cả hai bên. Được FPS của nó đã rơi tầm độ 320 FPS. Thông số kỹ thuật thì mình sẽ ghi ở trên video cho anh em xem. Mình không định review con này đâu, thì mình thấy mình review vài cây Sig Sauer rồi, nhưng mà thôi cứ quay, tiện thể cứ quay cho anh em xem cho nó vui. Ui, chất sợn rất là ok, khá là ổn. Các bạn lưu ý khi xịt silicone không xịt vào trong cái inner nhá. À, cách mình xịt silicone bảo quản những cây súng. Đôi lúc mình còn xịt chút ở ngoài mình lau. Vậy thôi, đó là gì mình muốn chia sẻ cho anh em nhanh về cây P320 Sig Sauer P320 của Wii sản xuất. Cảm ơn anh em đã xem clip, chào anh em.